Hello, và chúng ta lại gặp nhau trong những gì còn lại của Edin Fincher và mình là Dũng Senpai. Wow, một tựa game mà mình chơi trong cái cảm xúc mà nó vừa khó chịu mà nó vừa rất là muốn chơi tiếp. Tức là vừa chơi mà vừa sợ. Anh em biết mình sợ cái gì không? Mình sợ phải thấy những cái chết mà nó quá là đau thương đi, nó quá là cảm xúc đi. Và đây chính là Molly, một người mình đã biết về cuộc đời của cô bé Molly này, Molly Fincher vào hôm qua. Thực sự là rất là đau thương. Anh em ạ, khi mà mình chơi tựa game này thì lúc mà nó xuất hiện những cái đoạn hội thoại, mình phải hơi chú tâm vào để mình đọc xem, mình hiểu xem nó như thế nào. Nên lúc đó khó bình luận được, những cái đoạn mà khó bình luận thì hy vọng là anh em thông cảm. Và theo như mình thấy thì chúng ta mới chỉ biết được cuộc đời của Molly 37, 10 tuổi. Damn, thực sự là mình thấy rất là buồn khi mà biết được cái cuộc đời của Molly. Và chúng ta có rất là nhiều ở đây. Edin là mình đây, đây là mình. Nhìn cũng rất là dễ thương chứ nhỉ. Milton, Lewis, Dawn, Gus, Gregory, Walter, Odin. Rất là nhiều. Và anh em để ý một chi tiết rất là đặc biệt nha. Đây là cái nhánh cây, và từ những cái nhánh này mọc ra rất là nhiều cái khác. Nó cho anh em hiểu được là từng mối quan hệ trong gia đình này luôn, trong đại gia đình Fincher này luôn. Và ok, chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng người một. Bây giờ thì đi ra cái cửa sổ này. Wow. Và mình phải dành một thời gian khá là dài để mà vừa làm video, làm xong mình phải nghỉ, và sau đó là mình tiếp tục dịch phụ đề xem chơi cái tựa game này. My mom never told me any of these stories. Edie would have, but mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Ồ, vậy là Molly là con nuôi à? Ồ, nhưng mà sao gia đình này lại gọi Molly là con mèo hoang nhỉ? Kiểu như gọi là mèo bị bỏ rơi ấy, xong gia đình Fincher này nhặt về à? Kiểu như nhặt được Molly ở đâu đó về xong nhận con nuôi luôn hả? Đó là giả thiết của mình thôi, còn sự thật như thế nào thì mình còn không biết nữa. Ok, thì cái chỗ này mình không biết là có thể vào được không. Wow, sao tự dưng vừa thấy màu cam cam cái nó xanh lè lại rồi. Thời tiết chuyển đổi rất là hư cấu. Ở đây này, không, hình như là do ánh đèn nên mà khá là khó hiểu. Okay. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Được rồi, thì lúc nãy mình ấn nhầm nút quay, xong mình phải dừng lại, mình ấn quay lại để cho video nó chất lượng hơn. Được rồi, thì ok, thì chúng ta đang ở trong căn phòng nào đây? Mình không biết nữa, nhưng mà chúng ta sẽ thử đi kiếm, có rất là nhiều sách. Wow, cái giường, cái này là bình gì? Cái này là bình oxy anh em ạ. Bình oxy với rất là nhiều thuốc. Wow, chủ căn phòng này có vẻ là bệnh khá là nặng đây. Lewis 1988 2010. Vậy là mới có 20 mấy tuổi, 22 tuổi à? 22 tuổi đã mất rồi. Wow, được xây bởi cái gì á? Aven à? Aven hay gì đây, để mình ấn lại mình xem thử tên của người này. Odin chứ nhỉ? Được xây bởi Odin Finch, xây vào năm 1937. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Oh, wow. Có phải đó là lý do mà ông Odin cũng chết không nhờ? Không biết ai có còn nhớ cái con rồng nằm ở ngoài cái hồ nước không? Tức là bà Edie nói là con rồng giết chết chồng của bà, và nhưng mà thực sự là không phải. Trong quá trình xây cái hình con rồng này như kiểu là nó bị phá hủy, và sau đó rơi trúng người của chồng bà, sau đó là chồng bà chết. Mình đoán là như vậy. Chứ đương nhiên là chuyện cổ tích thì chắc là không có thật rồi. Nó chỉ là trong giả thuyết của chúng ta thôi, chỉ là kiểu tưởng tượng thôi. Đây phòng của Eddie à, phải không? Đây phòng của bà Eddie phải không? Có như kiểu phòng như kiểu thư viện ấy. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Oh, đây là phòng của Eddie. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Oh. Eddie, bà Eddie thực sự là một người rất là tuyệt vời luôn đấy em ạ. Mà Lewis này mình tưởng là anh ta chỉ bị mất tích thôi chứ. Mấy tập hôm bữa mình đọc là có mấy lần nói là mẹ lại ông, tức là anh Lewis này bị mất tích. Anh trai của mình bị mất tích thôi, nhưng mà sao bây giờ là nói là chết luôn rồi. Đấy. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Wow. Eddie kiểu phỏng vấn gì đó à? Sau bà Eddie bạn nói về một người nào đó mà sống ở phía dưới ngôi nhà. Vãi. Làm sao mà có một ai mà có thể sống ở dưới ngôi nhà được? À, hay là có cái hầm. Okay. Phòng của bà như kiểu một cái thư viện đấy. Phòng nghệ thuật ghê nhờ, đẹp dữ. Đồ gì cũng có hết luôn. Cái gì đây? What's up? còn cá mập. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Wow. Mình nghĩ đây là bà Eddie. Đây là mình và đây là mẹ mình. Mình nghĩ vậy. Wow. Một cái phòng toàn màu hồng luôn. Phòng tắm toàn màu hồng. What's up boy? The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Người vợ đầu... a pretty big trace. Người vợ đầu tiên của Kay à? Của ông Kay à? Một cái phòng tắm toàn màu hồng luôn nha anh em. Nhìn khá là vui mắt. Oh. Wow. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Chúng ta đang nhìn vào một cái như kiểu một cái máy mà xem lại những cái tấm ảnh của thế kỷ 1920 ấy. Đoạn băng này nói 500 năm trước. Wow, gia đình Fincher này có lịch sử từ 500 năm trước rồi, rất là ghê phải không? Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Phải. Lời nguyền gì đây nhỉ? Lời nguyền gì mà giết chết vợ của ông Odin luôn. Và con trai Johan nữa. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. What? Vận chuyển nguyên cả ngôi nhà như kiểu nhà có mấy cái chốt đó, muốn dựng nhà đi chỗ khác là chỉ cần mở chốt lên xong bưng đi thôi hả? Nghe hư cấu vậy. Và để lại cái lời nguyền phía sau. Chúng ta có. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Wow. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Orcas Island. Hey. Mình nghĩ là chúng ta đang ở trên một hòn đảo đó tên là Oscar. Eddie là con của Odin, con gái của Odin. Được rồi, hình như lúc nãy mình bị nhầm. Eddie là con gái của Odin, cùng với chồng là Sven và đứa con bé trên tay là Molly. Vậy đứa con bé trên tay là Molly chứ không phải là nhặt được. Được rồi, ok. Thì hy vọng anh em thông cảm, hình như lúc nãy mình dịch sai hay sao. Mình cũng không rõ nữa. Rồi để xem nào. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Oh, damn. Oh, vậy cái bức tượng ở gần nhà mình mà có cái đoạn giơ tay lên nhìn như này đó, y chang đấy luôn, là có phải là chính là ông Odin không? Ông Odin là người đầu tiên chôn ở hòn đảo này luôn. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Mơ về một căn nhà mới. Và căn nhà này chắc là được xây nên bởi ông Sven chứ không phải là Odin. Lúc nãy mình cũng dịch nhầm luôn. xây nên bởi ông Sven. Ok, và chúng ta quay trở về lại cái trang đầu. Được rồi. Ủa, wait. Okay. Được rồi, thả cái này xuống, Odin. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Wow. Vậy là mình biết được thêm cuộc đời của một người nữa rồi. Đó chính là ông cố Odin. Ông cố luôn. Ghê quá. Mà có vậy còn cuộc đời của bà Edie thì sao? Vậy là cũng chắc là nằm trong đấy luôn à? À đây có cái băng, gì đây này? Edin Lake Trip. Đây là cuộc đi du lịch của mình. Hả? Lần đi du lịch của mình. Conspiracy New. Okay. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long time. Edith Jr. Em Edith. Không biết là chúng ta còn gì làm trong cái căn phòng này nữa không? Bên này có một cái cửa bị ấy à? À cái gì đây? Oh man, ok. Và chúng ta có một cuốn sách ở đây. Một cuốn sách bị khóa giống như là cuốn sách mà hôm qua chúng ta thấy. Nhưng mà lấy đâu ra cái bộ? Sao hư cấu quá vậy? Sao mà một chìa khóa có thể mở được? Có một cái bí mật ở trong. It's in the last place you would look. Wow. It isn't in the cupboard. What? It's hidden in this book. Quá ảo diệu. Thực sự mà nói quá ảo diệu. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Camera cũ. Vãi. Trong này toàn ảnh không này. Dude. Kevin Fincher. Bên này có con nai nữa này. Trong này có rất là nhiều ảnh đây này. Ảnh của ông tên gì mình vừa mới đọc cái quên rồi. Mình rất là hay quên. Anh em thông cảm. Ok. Sao để chui được xuống đây này? Đây ok, tự chui luôn. Wow. Wow. Wow, man. Một căn phòng. For Kevin. Pháo đài của Kevin. Wow. Căn phòng rất là đẹp. Theo cảm nhận của mình là rất là đẹp. Đồ chơi rất là nhiều luôn. Dưới đây. Bóng bầu dục bằng vàng luôn à hả? Gì đây? Bị niêm phong à? Cái này có phải bị niêm phong không? Đây là... Được rồi, thì đây có lẽ là phòng của Kevin đây nè. Một cậu bé. Mình không biết là cậu bé này có quan hệ gì với mình. Thu Command Center. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Wow. Vai bà... Ông Sam có một người em trai, kiểu em sinh đôi luôn á. Em sinh đôi tên là Kevin. Và đây là phòng của hai người luôn. What's up? I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Mình cũng không thích lịch sử cho lắm. Mình không thích những gì thuộc về quá khứ. Sam. Kevin 1950 1961. Chị mới có 11 tuổi à? How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Wow. Chúng ta đang ở đâu đây? Khu vực chỗ nào mà đẹp thế này? Cái này có phải là cũng là trên hòn đảo Oscar nhưng mà thuộc về quá khứ không? Ai đang đứng cạnh mình chưa? Có phải là Sam không? Đó có phải là Sam Fincher còn mình là Kevin Fincher không? Lại còn chân bị My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. What? At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. Ôi. And he wasn't. Ôi vãi. Barbara cũng chết ở rừng, chết ở cái khoảng thời gian này luôn. Sao mọi người ai cũng quá buồn này nữa. Mình lại còn bị gãy chân nữa chứ. Đây thực sự là một khoảng thời gian rất là buồn luôn. I think Calvin always wanted to fly. Thật à? Làm sao để bay? Và mình vẫn không vào anh. Wow. Chúng ta cứ ngồi đẩy ghế liên tục. But that day, he finally made up his mind to do it. Oh, hey, hơi nguy hiểm rồi nha. Kevin hơi nguy hiểm rồi nha. I told him going around was impossible. Hơi nguy hiểm mà nha. Maybe if I hadn't said that. Wow. I'm not gonna tell you again. Oh damn. Không ổn rồi. Wow. He'd still be here, but I doubt it. Ê, không muốn nhìn gì cả anh em ơi. He'd already made up his mind. Một chân của mình đã gãy rồi. That's what I want to remember about my brother. Vậy thì tôi làm một vòng luôn. Ui, vẫn không được à? Damn. Wow. Wow. The day he made up his mind to fly, and he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Damn. Thực sự quá buồn. Như anh em vừa xem thì có vẻ như là trong chuyện cổ tích đấy thì đúng là Kevin bay trời thật, nhưng mà trong sự thật thì anh em biết là như nào rồi đó. Đây, Kevin chắc chắn là bị ngã, bay quá cao, bị ngã. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Okay. Thực sự là có quá nhiều thứ đáng để nói trong cái tựa game này. Nhưng mà tại sao gia đình này lại gặp nhiều bất hạnh đấy nhỉ? Mình không hiểu. Mình néo hiểu tại sao nữa. Quá nhiều bất hạnh. Mà đó, anh em nhớ là đó chỉ mới là 3 người thôi nhỉ. Chúng ta mới chỉ biết được có 4-5 người gì thôi. Không thể tin được. Cái gì đây? Wow. Quá là ảo diệu. Kéo lại. Bây giờ làm sao tôi kéo lên đây? Ui trời ơi. Trời đất thần ơi. Tôi thề luôn. Tôi thề là có chiến tranh mà vào đây mà đố mà ai mà tìm được những người mà trong cái nhà này luôn á, mình thề luôn. The passages were a pretty tight fit. Okay. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Oh. Nhà gì mà toàn là đường ngầm đi xuyên lục địa thế này thì được ai mà tìm ra trời. Thật không tin được. Wow, mình chuẩn bị vào phòng của Barbara. Ok, Ok, và chúng ta sẽ biết lý do tại sao Barbara lại chết. Barbara chết cùng thời điểm với Kelvin. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Ok. Ồ, nhìn dễ thương phết nhỉ, bé Barbara này. Nhưng mà hình như đây cũng là một người lớn tuổi. Nếu mà so với tuổi hiện tại của mình là Edith Fincher thì cũng là một người lớn tuổi. Wow. Đây là một căn phòng có một ngôi sao anh em ạ. Một ngôi sao nổi tiếng. Chà, tiếng với tôi gì đây? My Friend Bigfoot. Nên phải toàn game kinh dị không à? Hay là gì? Hay là diễn những vở kịch? Ok, thư này, thư nhiều không? Oh man. Rất là nhiều. Rất là nhiều giải thưởng. Mình nức hoài luôn anh em. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Có chuyện gì xảy ra vậy? Mình nghĩ cái chết của Barbara thực sự là không bình thường đâu. Sẽ là một câu chuyện rất là thương tâm đây, nên mình sẽ cố gắng kiềm chế nha anh em. Barbara 1944 1960. Vậy là cô bé sống được 26 tuổi. Nhưng vẫn còn trẻ lắm. Vẫn còn quá trẻ. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Whoa. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right. Also, basement. I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Dude. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Ok, đó là chìa khóa. What? Rick's crutch and imagine the worst. What the f... The gang's leader is the the infamous hookman killer, Dr. Carl Hamel, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Thôi xong tôi rồi. What? Tôi không hề muốn biết cái chuyện gì xảy ra tiếp theo chút nào luôn á. Oh dear. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and she threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later. Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Lại tiếp tục nữa. Tôi đau tim lắm rồi em ơi. Ơi, xin lỗi. Không đùa chứ Walter. Walter, chị không đùa đâu. Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook, and was speechless. He was quite smashing. You fucker. Hey, no. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara. Oh! Another way out of here. Lập xong tôi chạy đây. Trời ơi. How? How? Ôi, đi rồi. Oh man. What? She played her part beautifully. Wait, Dad. What? Trong tủ này còn có một cái cửa nữa. Mình không thể bỏ Walter lại được. What? Nhưng mà là... tôi đi đường nào đây? Trời ơi. Đúng rồi. You motherfucker. Ooh. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Ôi đệt, mình giết người miệng rồi đó mày. Dude. Oh no. Thực sự là gì? Câu chuyện đi nhanh quá. Tôi cầm nín rồi, tôi không biết nói cái gì nữa luôn. Wait. Had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was what? Holy shit. Không phải thằng đó đâu chứ nhỉ? Nãy mình vẫn đập nó xong mà. Làm quái nào nó có thể đứng ngoài nhà được? Dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Đây, sau lưng tôi đấy, tôi biết ngay chứ. Oh dear. Surprise! Bravo, Bob! You were wonderful! The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Magnificent nghĩa là gì đó? She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Oh my fucking god. I'm shaking and I'm... Edie told me all about what was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Happy end. What the fuck? Không thể nào mà gọi là happy end được. Oh my god. Tôi vừa xem cái gì vậy? Trời đất thánh thần ơi. Barbara 1944 1960. Đây, rất là xinh. Được rồi, thì mình hiểu khoảng 80% câu chuyện. Mình hiểu 80% câu chuyện về câu chuyện của Barbara. Và cái đoạn sau mình không hiểu tại sao cái tai nó lại tai của ai và tại sao nó lại nằm trong cái hộp. Mình thấy mang máng là hình như tai của bạn trai của Barbara. Nhưng mà tại sao ai cắt, tại sao nó lại nằm trong hộp? Và bạn trai của cô ấy vẫn đang bị nhốt ở phía dưới cái căn hầm đấy hay sao? Cái đoạn đấy là mình không biết, còn lại là nguyên câu chuyện là mình cũng hiểu gần hết. Vậy nhưng mà mình vẫn không hiểu, nhưng mà mình vẫn chưa biết là Barbara tại sao lại chết. Mình không thấy chi tiết nào ghi là Barbara đã chết hay là lý do như nào cả. Có phải là mình bỏ quên đoạn nào không anh em? Mình sẽ... Đoạn này mình không biết, nhưng mà sau khi mình làm video mình sẽ tìm hiểu kỹ lại. Được rồi, thì chúng ta sẽ tiếp tục. Đó chính là câu chuyện của Barbara. Rất cực kỳ là gay cấn luôn, thề luôn. Đây chắc là câu chuyện gay cấn nhất trong gia đình Fincher rồi. Ghê vãi nồi, ghê. Wow. I guess now I know why mom didn't like me playing with the music box. Oh. Ok, hiểu. Được rồi, và mình biết là ở trong cái hộp đấy là nó sẽ có một cái chìa khóa. Nó có một cái chìa khóa để chúng ta rút ra, chúng ta mở cái cửa đi xuống. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Hay thật. Chơi tựa game này như kiểu là chúng ta đang lạc vào một cái câu chuyện mà cảm xúc nó lẫn lộn hết. Phải thốt lên what the fuck. I wonder if that comic was right about there being a key inside the music box near the basement. Oh, đây rồi. Ui rồi ôi, tôi lấy được cái chìa khóa rồi anh em ơi. Không thể tin được. Oh my god. Sao mà tôi không chịu nổi cái bản nhạc này anh em ạ. Thực sự tôi không muốn nghe cái bản nhạc này chút nào luôn. Tuy là nó hay thật đấy. Cảm giác nghe nó khó chịu, nó buồn buồn thế nào. Cái game này nó những câu chuyện trong này nó đã buồn rồi. Nghe thì bài nhạc nó não nề quá. Hello, có ai ở đây không? Edin đây. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Nhưng mà ai làm gì dưới này? Oh, hình con rồng này. Đây là cái bạn thiết kế bằng gỗ của hình con rồng, nó nằm ở dưới cái hồ nước ấy. Anh em xem tập kia thì anh em sẽ thấy hình con rồng nó to lắm. Và có người còn comment hỏi có cái đầu gì xuất hiện nữa. Carrying packages. Edie mang cái hộp gì xuống dưới này ta? Mình không biết nữa. What? Tối dữ vậy. Tôi không thấy gì hết. Tôi không thấy gì hết anh em ơi. I thought maybe she was hiding presents. Giấu quà nữa cơ. Sao, trời ơi sao tối dữ vậy nè. Ôi dồi ôi. Cô ấy giấu nhiều thứ hơn là một cái hộp quà. Thực sự là sao. Ôi dồi đất ơi, tối dữ. Ôi mẹ ơi. Con à? Water đi đâu? Water này là em. Water này là em trai của Barbara. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Càng xa ấy hả? Nhưng mà đi đâu mới được? Ôi. Ôi. If there's a pattern in all these stories. Anh em ạ, như kiểu mẹ thánh thần nó sống dưới này luôn á, né tránh thiên tai, trái đất hủy diệt à, kinh vậy. What the Walter. Vậy là ông Walter đã sống ở dưới này 1952 2005. Vậy là ông Walter từ cái vụ việc của Barbara là ông Walter chuyển hẳn xuống đây sống luôn. Và không phải chuyển hẳn, tức là nói đi, tức là lúc mà Barbara chết thì ông Walter kiểu nói tôi sẽ bỏ nhà đi, tôi sẽ đi xa, càng xa chỗ này càng tốt, tôi không muốn nhớ về cái chuyện gì ở đây nữa. Ý là như vậy. Nhưng mà thực ra là ông ấy lại xuống đây sống. Vậy là chỉ có bà Edin mới biết thôi. Có phải không? Có phải như vậy? Phải giả thuyết của mình đúng không? Goodbye everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. Holy shit. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. Tại sao phải làm vậy? I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Ở dưới này là nhà, ở dưới này là cái vùng rung suốt thôi. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Ăn đồ hộp liên tục luôn, ăn đồ hộp ngày qua ngày như vậy trong vòng 30 năm mà. And then one day everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave. while I still can. Tôi phải đợi cái gì? Tôi đợi cái gì ở dưới này mới được? Mình không hiểu anh em ạ. Ôi trời đất ơi, cái gì đây? Tôi đợi cái gì ở dưới này mới được? Ôi mẹ, kinh vậy. Sách. I know it's out there. Nhà này ai cũng yêu sách hết. Cái gì ở ngoài đó cơ? Whatever killed Barbara. Whatever killed Barbara. Cái gì giết Barbara? And Molly. What the fuck? Có Molly nữa à? And Calvin. What? Trong cái chết của Kevin thì mình có nghe tới không, quên, không phải. Trong phòng của bà Edie thì mình có nghe tới một cái lời nguyền gì đó, nhưng mình không biết đây em ạ. Lời nguyền gì đó về cái gia đình này. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Sự là những người trong gia đình Edin, quên, gia đình Fincher thực sự là kiểu như rất là bất cần đời. Quá nhiều người trong gia đình là phải chết. Rất là khó hiểu. I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. So bad. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. And I did. Oh my fucking god. Thêm một người nữa lại chết. Ông Walter, 952-2005. Lý do chết tàu hỏa đâm. Chỉ có thể là như vậy thôi. Nhưng mà những gì mà ông ấy nói thì thực sự là mình thấy là rất là mơ hồ anh em ạ. Thực sự rất là mơ hồ. Mình phải, sau khi chơi xong cái tập này, mình phải ra mình xem lại. Mình xem lại, mình tìm hiểu lại là, xong mình mới nhớ lại được những cái gì mà nó quan trọng được em ạ. Ok, thì chúng ta lại trải qua những cái chết rất là đau thương em ạ. Trong và những câu chuyện khá là bi thảm trong gia đình Fincher. Ok, thì mình nghĩ là tập này mình sẽ dừng tại đây thôi, chứ mình chơi tiếp không nổi nữa. Và hẹn gặp lại anh em trong những tập tiếp theo của The Fincher. What Remains of Edith Finch, những gì còn lại của Edith Finch. Bây giờ thì xin chào và chúc mừng ngày tốt lành. Bye bye.